chánh niệm là giữ tâm thanh thản, an vui trên từng hành động, đi đứng nằm ngồi, ăn ăn thấy vui, ngủ thấy vui, làm việc thấy vui, nói thấy vui, im lặng cũng vẫn thấy vui. Cho nên nó chuyển hóa được nghiệp duyên nhân quả. Trên thân thì nó chuyển hóa được nghiệp bệnh, trên tâm thì nó chuyển hóa được nghiệp uế ác. Chuyển hóa, chúng ta thấy trong cuộc sống chúng ta muốn chuyển hóa nhân quả. Nếu cái đạo Phật mà nó không chuyển hóa được nghiệp duyên nhân quả thì đó không phải đạo Phật. Càng tu mà càng thấy khổ là không có đúng. Tu 10 năm mà không thấy hết khổ không đúng. Tu 1-2 năm không thấy hết khổ không đúng. Tu ít, hết khổ ít, giải thoát ít. Tu nhiều, hết khổ nhiều. Có tu có giải thoát. Tu 10 năm mà không thấy giải thoát, không thấy hết khổ, đừng tu. Cái đạo Phật nó chân chính chuyển hóa nghiệp duyên nhân quả nhờ các pháp môn chân chính, nhờ con đường đạo đức của giới định tuệ chân chính. Cho nên tại sao trăm ngàn học trò làng Nguyễn Thủy họ vui, họ thanh thản, càng tu họ càng thấy vui, càng thấy cuộc sống an lạc, càng thấy bệnh tật tiêu trừ, họ có niềm tin vui, họ tu. Cho nên thầy Pháp Lưu là và làng Nguyễn Thủy là cái minh chứng chân thật cho chánh pháp của Đức Phật Thích Ca, không viển vông, không hư ảo, không hí luận, mà thiết thực như Đức Phật dạy. Chánh pháp của ta là thiết thực, là hiện tại, không có thời gian hay đến để mà thấy. Cho nên cái người thân cận được bậc trí, người thân cận được các bậc lành, người thân cận được các bậc đức hạnh, luôn là người có niềm vui. Nhờ từ trường, các bạn nên nhớ trong nhân quả vũ trụ và đời sống này, nó có từ trường nhân quả. Nếu trong cảnh khổ mà tâm chúng ta dao động, phiền não, buồn khổ, thì chúng ta bị nhân quả lôi theo tiếp. Chúng ta không bao giờ vượt qua được nhân quả ấy. Nó như chúng ta nợ nần, chúng ta bệnh tật, buồn khổ, mà chúng ta cứ ôm cái khổ ấy, chúng ta không chịu buông xuống, chúng ta không vượt qua được đâu. Nhân quả khác sẽ đập xuống chúng ta. Nhờ tương ưng mà tâm dẫn đầu các pháp, Đức Phật gọi tương ưng. Khi các bạn buồn khổ, lo lắng, bất an, cái khổ sẽ đến càng ngày càng nhiều. Khi các bạn buông xả, sống yên vui dù trong cảnh khổ thế nào, cái khổ sẽ qua đi, rồi sẽ hết. Đây là vạn pháp vô thường. Chúng ta hãy tác ý một câu, chuyện gì rồi cũng sẽ qua. Chúng ta phiền não, bệnh tật cũng vậy. Chúng ta đến mà lo lắng bệnh tật, chúng ta sợ hãi, là chúng ta bị cái thân nghiệp khổ đau của chúng ta, nhân quả ấy nó lôi đi tiếp. Cho nên Đức Phật dạy rằng đứng lại thì chìm, buồn khổ ôm lấy thì chìm xuống, bước tới thì trôi giạt. Chúng ta tiếp tục cái đời sống náo loạn, nó trôi giạt đi. Chỉ có buông xuống vượt qua. Chúng ta hãy khi buồn khổ, khi bất an lo lắng điều chi, khi bệnh tật, các bạn hãy nhắc một câu vô thường, chuyện gì rồi cũng qua. Mà nó sẽ qua thật. Hôm nay các bạn khổ đấy, nhưng chưa chắc ngày mai còn khổ đâu. Nó có, cũng có những cái ông hôm nay khổ cùng cực, ngày mai lại vui. Không ai tắm hai lần trên một dòng sông, ngày mai nước trôi đi. Các cụ nhà chúng ta có cái câu nói là sông thì có khúc, người thì có lúc. Con người không có nghị lực dao động trước lòng tin với chính mình thì sẽ buồn khổ, thậm chí tự vẫn. Có những ông nuôi heo làm ác, ông gánh nhân quả, ông thất bại. Nuôi heo giết thịt, xong rồi thất bại, không còn gì trả nợ.
treo cổ trên chuồng lợn tự tử. Ở đây là một người đã đầu hàng và vì nhân quả ác mà không giác ngộ. Một người nhân quả đến luôn chấp nhận nhân quả và coi như không, dù nó có ra sao cũng chẳng sao cả, mình sẽ làm lại. Đáng trân trọng nhất của đời người là đứng dậy sau khi ngã, vạn sự rồi sẽ qua, không có gì còn mãi, rồi ngay cái bản thân của chúng ta rồi cũng sẽ chết. Không có gì còn mãi mà ôm lấy khổ sầu. Khổ sầu là chúng ta trôi theo nhân quả. Khổ sầu là chúng ta đi theo luân hồi. Thù hận là khổ sầu. Tham lam là khổ sầu. Si mê là khổ sầu. Kiêu căng ôm giữ là khổ sầu. Ngã mạn, nghi ngờ là khổ sầu. Cho nên ở đây là vướng vào cái nguyên nhân của ưu bi, sầu khổ, bệnh tử, vô minh, tham chấp. Chúng ta sống cứ nghị lực, nỗ lực vươn tới điều lành. Còn cái việc chúng ta chấp nhận nhân quả và vươn lên. Trong sự an vui, chúng ta càng vui, càng thanh thản, càng hiểu đạo, chúng ta càng nhanh xoay chuyển nhân quả. Đạo Phật đã đưa con người từ cái chỗ khổ đau, nhân quả khổ đau đi đến an vui. Từ cái chỗ bất hòa đi đến an hòa được yên lành. Từ cái chỗ tranh chấp đi đến hòa giải. Từ cái chỗ thù hận đi đến yêu thương. Cho nên Đạo Phật chuyển hóa nhân quả, chứ Đạo Phật ra đời là để giúp con người biến khổ thành vui. Cho nên Đạo Phật nó đập tan cái thuyết định mệnh, không có số mệnh mà chỉ có nhân quả. Cho nên tu là để chuyển nghiệp duyên nhân quả. Nếu cái Đạo Phật nó không có như vậy, các bạn tu nó không thấy cuộc sống của mình yên vui, không thấy tâm hồn mình yên vui, không thấy cuộc sống nó thay đổi, thì các bạn đừng tin. Ví dụ như những cái pháp môn mê tín, cầu bên ngoài, không cầu tự lực. Giải thoát hay không là do tự lực, do nghị lực và niềm tin của mình có vững hay không, chứ không phải do ông thần, ông Phật nào cứu chúng ta được. Không có ai có quyền năng thay thế nhân quả. Nếu thay thế được nhân quả, Đức Phật đã thay thế rồi, thì bây giờ chúng ta làm gì còn con người khổ đau nữa. Bởi vì Đức Phật có lòng từ bi vô lượng. Nếu mà độ được, thay đổi được nhân quả, cầu Phật mà được, thì ngày nay con người sao có khổ. Cho nên chúng ta phải tự lực, tự đi lấy, bằng tâm lý của mình, bằng hành động của mình, bằng lời nói của mình, bằng suy nghĩ của mình. Bởi vì Đạo Phật là đạo của trí tuệ. Mà trí tuệ thì là khoa học sống của con người. Khoa học đây là khoa học đạo đức của con người, khoa học nhân quả, khoa học nhân bản. Cho nên cái tôn giáo nào mà nó đi ngược lại khoa học, các bạn, đó là một ngụy tôn giáo lừa đảo con người. Chúng ta đừng có tin. Cho nên chúng ta hãy tìm các bậc sa môn chân chính, trí tuệ, tu hành giải thoát thực sự, có kinh nghiệm, có đường lối, chỉ thẳng được cho chúng ta đường lối sống, đường lối pháp môn tu tập, suy nghĩ nhân quả, vượt qua nhân quả. Chúng ta biến chúng ta thành từ con người khổ đau đi đến yên vui, từ con người lo lắng bất an đi đến yên ổn. Cho nên Đạo Phật là đạo của trí tuệ. Mà trí tuệ ở đây là do tự mình rèn luyện theo các lời dạy của các sa môn chân chính, đệ tử Phật. Cho nên chúng ta biết đâu là chánh pháp, đâu không phải chánh pháp của Đức Phật. Đâu là Phật giáo chân chính, thiết thực, lợi ích thiết thực, hạnh phúc thiết thực. Đâu là Phật giáo lai căng, đâu là Phật giáo ảo tưởng,
đâu là những cái thiền ảo, thiền tưởng. Cho nên pháp môn của Phật, pháp môn thiết thực hiện tại,